Buổi chiều ngày hôm nay thì mình gửi những thứ này đây Mọi người có thể tham khảo để có thể đặt thêm những cái mặt hàng Tây Bắc nhé Đầu tiên là cái hà thủ ô phơi khô này có giá là 170.000 một cân này Cái này chỉ có thái miếng ra để phơi khô thôi mọi người về à, tự tay mình chế Nếu như ai mà biết chế và tự tay à, Cái đẳng sâm, đẳng sâm rừng ở Điện Biên Loại này thì phơi khô được khá là to Hiện tại mình cũng còn một ít thôi Nó có giá là 250.000 đồng một cân Mỗi một gói này một cân sâm rừng sâm thì mọi người biết là còn rất là tốt rồi Đằng sâm thì tiếp theo nó là cái Sâm cao, sâm cao thái miếng phơi khô có giá là 150.000 đồng một cân Và nó có thể giúp tăng cường sinh lý Có thể ngâm cùng với mú tiền được Táo mèo để ngâm rượu Loại khô này có giá 80.000 đồng một cân Mỗi một gói là một cân đó Thì chúng ta ngâm với 5 đến 7 lít rượu Ngâm một tháng là uống được chè dây để cho những cái người mà chúng ta bị đau bao tử thì chúng ta uống 80.000 đồng một cân trà sơn mật giúp mát gan cái này mỗi gói mình sẽ đóng 5 lạng và cái giá của nó rất là rẻ thôi chỉ có 60.000 đồng một cân uống rất là ngon chúng ta để hãm trà uống hàng ngày thì tuyệt vời rồi mà cái giá thành nó rất là hợp lý tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có cái nhục thông dung mỗi một gói như thế này là 5 lạng và cái giá của nó là 600.000 đồng một kg đó một gói à, một cân thế này gồm hai gói ba kích cũng thế một cân hai gói 400.000 đồng một cân khô khô này thì đã được tách nói rồi 400.000 một cân thuốc đau dạ dày thuốc đau dạ dày này thì trị dạ dày rất là tốt đối với những người mà đang bị đau dạ dày ở hơi ở chua 300.000 đồng một thang một gói này đây là cái loại củ tam thất 90 có giá là 800.000 đồng một cân anh này anh ấy lấy nửa cân thì mình gửi ở nửa cân thì sẽ mất ship là 30.000 còn nếu mà củ tam thất mà một cân thì sẽ không mất ship đây là cái cao chăn anh này anh ấy lấy cao chăn này. anh bảo anh khỏe quá anh ấy lấy cao chăn để anh uống anh lấy 3 lạng 200.000 đồng một lạng tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có lá dâm dương hoắc giúp làm tăng cường sinh lý lá này thì một cân sẽ được khá nhiều mỗi túi mình sẽ đóng 5 lạng và có giá là 300.000 đồng một cân đối với những người bị bệnh tiểu đường chúng ta sẽ sử dụng cái dây thừa canh dây thừa canh thì có giá là 80.000 đồng một cân để nấu nước uống đây là cái cái mật ong đá đấy. mật ong đá loại này tổ bắt ra xong là cho vào bình nó có giá là nó nguyên cả cái sáp đó thì có giá là 200.000 đồng một cân còn vắt ra rồi thì 400.000 một lít đây là cái củ bình vôi tươi này anh này có một anh anh đặt của mình rất là nhiều cái củ bình vôi tươi này 30.000 đồng một cân còn khô thì nó giúp mất ngủ chữa mất ngủ khá tốt 150 trăm rưỡi một cân thì cô chú anh chị có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình 097